Chào mừng các bạn trở lại với bản tin cuối ngày 9 tháng 2 của kênh bình luận viên Anh Quân News. Man City là cái tên thu hút sự chú ý của giới túc cầu hiện tại về tương lai của đội bóng, của Erling Haaland và của cả huấn luyện viên Pep Guardiola. Trong khi đó, anh trai của Messi vừa tung ra những phát ngôn gây sốc mà có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng đến chị gái của Ronaldo. Và không thể bỏ qua những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng. Không để các bạn đợi lâu, hãy cùng đến với bản tin cuối ngày. Pep Guardiola khẳng định ở lại Man City, Real sẵn sàng chiêu mộ Haaland. Giới đầu tư Qatar bắt đầu đàm phán mua Man United, Gabriel Jesus sắp trở lại. Zinchenko được vinh danh, anh trai Messi xin lỗi vì lỡ lời. Vụ việc điều tra những gian lận tài chính của Man City vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng, kéo theo đó là những tin đồn về một cuộc đào tẩu quy mô khỏi Etihad. Trong đó, huấn luyện viên Pep Guardiola được cho là sẽ rời Man City sau mùa giải này. Mới đây, đích thân chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lên tiếng về tương lai của mình. Tờ Sport Bible dẫn nguồn từ The Sun cho biết Pep Guardiola đã nói với cầu thủ trong phòng thay đồ rằng: "Bất cứ chúng ta thi đấu ở đâu, tôi vẫn sẽ ở lại đây, tại đội bóng này. Thậm chí khi Man City bị giáng xuống chờ ở League 2, tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Bây giờ là lúc để tất cả phải gắn bó với nhau." Nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha giữ đúng lời hứa này, các fan của Man City có thể tạm an tâm. Bởi chính Pep Guardiola là người nâng tầm toàn bộ đội hình Man City lên đẳng cấp cao như hiện tại. Pep Guardiola có thể vẫn ở lại Etihad, nhưng Erling Haaland lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngay từ khi những tin đồn về viễn cảnh Man City có thể bị trừ điểm xuống hạng, thì người ta đã dỉ tai nhau về việc tiền đạo người Na Uy sẽ rời đi ngay trong mùa hè. Và dĩ nhiên với khả năng săn bàn đã được chứng minh, Haaland chắc chắn không khó để tìm ra bến đỗ mới cho mình, như Real Madrid chẳng hạn. Theo tờ Fichaje cho biết, Real đã theo dõi rất kỹ càng những diễn biến tại Man City và cũng có kế hoạch để sẵn sàng chiêu mộ Erling Haaland. Đây không phải lần đầu Los Blancos để ý đến tiền đạo người Na Uy. Truyền thông Tây Ban Nha từng nhiều lần đề cập việc đội chủ sân Bernabeu mong muốn sở hữu Erling Haaland hoặc Kylian Mbappe hoặc cả hai. Theo luật sư của Haaland, Rafael Lapimenta, khoảng 200 triệu bảng sẽ được kích hoạt từ năm 2024. Dẫu vậy, nếu Man City nhận án phạt và phải xuống hạng, thì đội chủ sân Etihad có thể buộc phải giảm giá. Pimenta cũng vừa tuyên bố trong bối cảnh Man City có nguy cơ đối mặt với lệnh trừng phạt: "Tôi ủng hộ sự tự do trong quyết định của cầu thủ. Trong mỗi bản hợp đồng, tôi đều cung cấp cho cầu thủ cái mà tôi gọi là chìa khóa mở cửa. Một khi họ không hài lòng, chìa khóa đã ở trong tay và họ sẽ tự quyết định tương lai của mình." Trong khi đó, các fan của Manchester United đang theo dõi tình hình mua lại đội bóng từ giới nhà giàu Qatar với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn mà các đại gia này đưa ra. Fan quỷ đỏ có quyền hy vọng Manchester United sẽ lấy lại hình ảnh hào hùng năm nào, hay chí ít là tốt hơn những gì mà nhà Glazer đã làm trong nhiều năm qua. Và mới đây, các nhà đầu tư tại Qatar đã ra mức giá mua lại đội chủ sân Old Trafford. Theo Daily Mail, đại diện của các nhà đầu tư, Qatar bắt đầu đàm phán với anh em nhà Glazer về việc mua lại toàn bộ cổ phần của câu lạc bộ này. Thời hạn thương thảo mà các bên đặt ra là ngày 17 tháng 2. Các đại gia Qatar đã ra giá từ 4,1 tỷ bảng đến 4,5 tỷ bảng cho thương vụ này, con số thấp hơn so với mức 6 tỷ bảng mà nhà Glazer từng đưa ra trước đây. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận về mức giá, nhà Glazer có thể giữ lại một phần cổ phần và trở thành cổ đông thiểu số, tiếp tục đầu tư vào câu lạc bộ. Bên cạnh lời đề nghị từ Qatar, tỷ phú Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh, và một số nhà đầu tư khác, trong đó có cả David Beckham, cũng quan tâm tới việc mua lại một phần hoặc toàn bộ quyền sở hữu của câu lạc bộ Manchester United. Ông chủ của Chelsea, Todd Bowley, đã chứng minh rằng tiền thì chưa bao giờ là vấn đề với ông khi vung hàng trăm triệu bảng trong phiên chợ đông vừa qua. Có lẽ vì quá ấn tượng trước những pha chốt đơn của vị tỷ phú Mỹ, một lời đề nghị mua lại câu lạc bộ đã được gửi đến Todd Bowley. Theo nhà báo Roman Molina, Chelsea đã được mời chào mua lại đội bóng hạng 2 của Pháp, Bordeaux, nhằm khởi động mô hình nhiều câu lạc bộ khi họ tìm kiếm câu lạc bộ tiềm năng tại xứ sở lục lăng. Chủ tịch Todd Bowley được cho là muốn xây dựng một mô hình tương tự như tập đoàn City Group, nơi câu lạc bộ có thể cho các cầu thủ trẻ của họ mượn để tiến bộ và phát triển. Chelsea gần đây đã có được sự phục vụ của giám đốc thể thao Christopher Vivell, người trước đây từng làm việc trong mạng lưới các câu lạc bộ thuộc tập đoàn Red Bull. Vivell hứa hẹn sẽ giúp giới chủ The Blues xây dựng một hệ thống tương tự trong tương lai. Trước khi đến với tin cuối cùng, cùng điểm qua những tin bắn đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận từ tờ Mirror, Jesus đã xuất hiện tại trung tâm huấn luyện London Colney của Arsenal mà không cần đến nạng trống. Tiền đạo người Brazil có thể thực hiện một số động tác với bóng nhẹ ở trên sân tập. Phía Arsenal không đưa ra một thời điểm cụ thể nào cho việc tái xuất của cựu sao Man City, nhưng bản thân cầu thủ này luôn hy vọng sẽ kịp trở lại sân cỏ để tiếp tục đóng góp cho câu lạc bộ trong giai đoạn cuối của mùa giải. Huấn luyện viên Arteta cho biết,
Chấn thương của Gabriel rất nghiêm trọng, lâu hơn một chút so với dự kiến của chúng tôi. Cậu ấy sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể để rút ngắn thời gian, nhưng chúng tôi sẽ vắng cậu ấy ở thời gian sắp tới. Trong khi đó, một tân binh khác của Arsenal là Zinchenko vừa nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 của câu lạc bộ. Hậu vệ người Ukraine đã nhận được 48% số phiếu bầu để lần đầu tiên nhận giải thưởng ở sân Emirates. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Zinchenko khi trong tháng 1, anh có tổng cộng 5 lần, có 16 lần thu hồi bóng và 2 lần đánh chặn. Cựu sao Man City còn có ảnh hưởng trên hàng công khi thực hiện 232 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ chính xác 87%. Theo tờ Daily Telegraph tiết lộ, thủ môn Hugo Lloris bị tổn thương dây chằng đầu gối và sẽ phải ngồi ngoài từ 6 đến 8 tuần, dù cho anh không cần phải phẫu thuật. Thủ môn kỳ cựu này sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu với Milan ở vòng 1/8 Champions League. Bên cạnh đó, anh sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Leicester, West Ham, Chelsea, Wolverhampton và Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh. Đây được xem là tổn thất lớn với Tottenham trong bối cảnh họ đang phải bám đuổi Newcastle và Manchester United trong cuộc đua vào top 4. Nhưng với các fan của Spurs, không ít người lại cảm thấy vui mừng. Họ cho rằng sự vắng mặt của Lloris là điều tốt cho câu lạc bộ, lý do là bởi thủ thành người Pháp đang có phong độ kém cỏi ở mùa giải này. Sau chiến thắng tại bán kết FIFA Club World Cup, huấn luyện viên Ancelotti đã đón nhận tin vui trước thềm trận chung kết. Benzema và Militao sẽ tới châu Phi để tham dự trận đối đầu với Al Hilal vào tối ngày 12 tháng 2 tới đây. Chiến lược gia Ý cho biết cả Benzema và Militao đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Tiền đạo người Pháp có thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu tới, còn Militao sẽ cần theo dõi thêm. Sự trở lại của hai trụ cột này là cú hích vô cùng lớn trong bối cảnh Real đang bị cơn bão chấn thương càn quét. Thế nhưng thủ thành số 1 của Real là Courtois vẫn chưa bình phục và không đủ sức khỏe để ra sân thi đấu. Theo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo AC Milan sẽ sớm có cuộc đàm phán với người đại diện của Olivier Giroud. Theo kế hoạch, nhà đương kim vô địch Serie A sẽ xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với lão tướng 36 tuổi. Giao kèo cũ giữa Milan và tiền đạo người Pháp sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay với những đóng góp của Giroud trong thời gian qua, đặc biệt là mùa giải vô địch 2021-2022. Milan kỳ vọng sẽ thuyết phục thành công tiền đạo người Pháp ở lại sân San Siro, đồng thời giữ nguyên mức lương 3,5 triệu euro mỗi mùa. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha vừa tiết lộ, tiền vệ Sofian Amrabat đã đề nghị được chơi không lương cho Barcelona trong mùa giải năm nay. Chưa dừng lại ở đó, theo phóng viên Agrab Benayat, Amrabat đã cố gắng hết sức để vụ chuyển nhượng diễn ra trong tháng riêng vừa qua. Cầu thủ 26 tuổi đề nghị Fiorentina không cần trả lương để anh có thể khoác áo Blaugrana. Barcelona không phải là câu lạc bộ duy nhất cố gắng chiêu mộ Amrabat. Người đại diện của tiền vệ này cũng nhận được những lời đề nghị từ Chelsea và Manchester United, nhưng anh chỉ muốn chơi cho Barcelona. Về phía Barca cũng rất muốn có được sự phục vụ của ngôi sao người Maroc, thế nhưng Fiorentina lại không cho thương vụ này xảy ra. Amrabat kể từ đó đã trở lại thi đấu cho The Violet và xin lỗi các đồng đội của mình. Dẫu vậy, Barca được cho là sẽ quay lại thương vụ này trong mùa hè. Mới đây, FIFA đã công bố danh sách đề cử rút gọn cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất năm 2022. Theo đó, nhà vô địch World Cup Emi Martinez, nhà vô địch Champions League Thibaut Courtois cùng hiện tượng trên đất Qatar Yassin Bounou là ba cái tên cuối cùng trong danh sách. Trong số 3 cái tên này, thủ thành Emi Martinez đang là ứng viên sáng giá nhất khi anh góp công lớn vào chiến tích vô địch World Cup của đội tuyển Argentina. Người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải FIFA The Best vào ngày 27 tháng 2. Trước giờ thì Messi ít khi gặp rắc rối liên quan đến gia đình khi vợ con của bố mẹ của anh hiếm khi có những phát ngôn hay hành động gây sốc. Nhưng mới đây rất có thể El Pulga sẽ bị các nhà báo làm phiền nhiều hơn khi anh trai của anh vừa có một phát biểu gây tranh cãi dù đã lên tiếng xin lỗi và đính chính. Nhưng chắc chắn cánh truyền thông sẽ chưa buông tha nhà Messi. Trong buổi livestream trên nền tảng Twitter, anh trai của Leo Messi, Matthias Messi, không ngần ngại chỉ trích giới thượng tầng Barcelona. Chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại đó, nếu có thì cần phải thực hiện một cuộc cải tổ. Trong đó cái tên đầu tiên phải loại bỏ chính là Juan Laporta, vì ông ta không biết ơn với tất cả những gì mà Messi đã làm cho đội bóng này. Chưa dừng lại ở đó, Matthias còn cho rằng Barca được biết đến là nhờ Messi và lịch sử đội bóng này do chính Messi tạo dựng nên. Ngay sau đó, đoạn livestream này đã được gỡ xuống. Đồng thời, Matthias đã lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn của mình. Tôi nói những lời này là để minh oan cho những điều tôi đã nói trước đó. Tôi chỉ đang cùng con trai và bạn bè đùa giỡn thôi. Làm sao tôi có thể nói về Barcelona và lịch sử của câu lạc bộ như thế, nơi đã mang lại cho gia đình tôi và em tôi rất nhiều thứ. Đối với chúng tôi, Catalan là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi rất xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là người hâm mộ của Barcelona. Và đó là những tin tức có trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại.